Chào mọi người, thì chơi cá thì các bạn biết là không chỉ betta mà còn guppy hay là tất cả những cái loại cá cảnh đó thì các bạn sẽ biết đến muối. Còn nếu bạn nào mà chơi cá mà chưa dùng muối lần nào thì mình chắc chắn bạn là cậu cả. Thì đó là mình nói vui thôi đó. Nếu bạn nào có điều kiện thì nếu con cá nó có vấn đề gì thì các bạn mua con khác đó, thì những cái bạn có điều kiện thì nó rất là dễ rồi. Hoặc là các bạn có thể xài những cái sản phẩm mà nó phòng bệnh chị nấm, những cái sản phẩm thuốc khác nhá. Còn hôm nay trong cái video ngày hôm nay thì mình xin phép chỉ nói về muối đó, tại vì cái này thì nó rất là thông dụng và được rất là nhiều người dùng đó. Người muối thì nó rất là rẻ và nó sẵn ở trong nhà của các bạn. Vậy thì muối thì xài như thế nào các bạn? Có phải là cứ thay nước xong thì chúng ta bỏ 1-2 nắm muối vô mình dằn trong cái hồ để cho nó không bị nấm, thì có phải đó là cái cách mà chúng ta phòng nấm hiệu quả không? Thì hôm nay mình xin phép chia sẻ với các bạn. Tại vì có nhiều bạn hỏi với mình là em thấy một số người thì họ thay nước xong thì họ hay cho 1-2 nắm muối vô cái hồ cá để phòng bệnh nấm. Tại sao em không thấy anh xài? Đó. Tiên thì các bạn quan sát giúp mình. Thì ở đây thì mình có những cái tăng nó khoảng 120 lít. Đó. Những cái tăng này của mình khoảng 120 lít nước. Thì theo các bạn là liệu mình thay nước xong, chỗ này mình mới hút cạn thay nước xong, thì bây giờ mình bỏ 1-2 nắm muối vô đây, nó có liệu nó có cái tác dụng để phòng bệnh nấm hay không? Đó, hoặc là các bạn nếu như bỏ muối đó, mình nói là muối thì nó phòng được nấm nhưng mà bỏ như thế nào? Đó, bây giờ mình thay nước xong rồi mình bỏ 1-2 nắm muối vô đây thì liệu nó có tác dụng không các bạn? Đó, thì đây là cái tăng nhỏ. Còn nếu như những cái hồ lớn hơn như thế này đó thì bỏ bao nhiêu muối là đủ đó, bao nhiêu muối thì mới có thể phòng được bệnh nấm đó theo các bạn đó. Thì khi mà các bạn xem một số anh chị họ chia sẻ đó là thay nước xong thì người sẽ bỏ 1-2 nắm muối vô để dằn hồ để phòng bệnh nấm đó, thì cái bệnh nấm này nó hay xuất hiện vào những khi ví dụ như là mùa mưa hoặc là những cái thời tiết nó lạnh đó các bạn đó. Hiện nay thì đang là chuyển sang mùa đông đó các bạn, sáng nắng chiều thì nó mưa, thời tiết nó rất là lạnh, nó cũng hay bị nấm đó. Thì người ta bỏ muối vô để phòng bệnh nấm, nhưng mà các bạn quên mất là gì, ví dụ như nhà cái anh mà hướng dẫn cho các bạn ấy, thì ví dụ anh ấy nuôi ở cái tăng là 50 lít thì anh bỏ 2 nắm muối đó, đến lúc mà các bạn về cái tăng của các bạn là chỉ có 30 lít thôi đó, bạn bỏ 2 nắm muối thì có khi nó lại nhiều đó. Hoặc là bạn nuôi cái tăng 100 hoặc là 300 lít mà bạn bỏ 2 nắm muối thì nó cũng không đáng là bao nhiêu, nó giống như là muối bỏ biển đó các bạn, mình cầm nắm muối mình ném xuống biển. Rồi, đầu tiên thì mình xin phép chỉ cho các bạn, những bạn nào chưa biết cái cách mà mình tính cái lượng muối. Tại vì có lúc trước mình có hướng dẫn một cái video đó là nuôi Artemia sinh khối. Thì ví dụ như 100 lít nước mình sẽ xài 5kg muối. Thì có bạn hỏi lại đặt câu hỏi cho mình là thế 30 lít thì em xài bao nhiêu muối là vừa, rồi 40 lít, 50 lít vân vân. Đó, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách tính luôn. Mình giả sử có một ai đó hướng dẫn cho các bạn là 50 lít nước thì các bạn sẽ dùng là 2 nắm muối để phòng bệnh nấm. Thì 2 nắm muối này nếu các bạn cân lên, mình lấy ví dụ nó có cái trọng lượng là 50g đó, thì các bạn thấy là 50 lít nước thì nó sẽ bằng là 50g muối đó. Vậy thì bạn có cái tăng là 30 lít thì bạn cần bao nhiêu muối đó? Thì bây giờ bạn đi tìm cái ẩn số là cái x này này, nó sẽ là bao nhiêu muối cho cái tăng của bạn là 30 lít nước. Cái này thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhân chéo lên đó, ví dụ như là x nhân với lại 50 đó thì nó sẽ bằng là 30 nhân với lại 50 đó, thì các bạn suy ra x sẽ bằng đó. Cái này là mình giải phương trình một ẩn đó.
Rồi thì đó là cái cách tính đó, mình nói đơn giản thế. Còn cái còn một cái nữa là tính số lít nước. Ví dụ như các bạn có cái kích thước là ví dụ như chiều dài của hồ là 40 nhân 60, cao nước là 20, đó thì các bạn tính ra bao nhiêu nước. Đó thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ việc các bạn đấy là các bạn tính thể tích. Các bạn tính thể tích thì ở đây cái đơn vị bạn dùng nó đang là cm, các bạn nên đổi ra mét. Sau đó thì các bạn nhớ là 1 lít, 1 mét khối thì nó sẽ bằng là 1.000 lít. Đó các bạn chỉ cần nhớ cái đấy là các bạn chia ra thôi. Đó ví dụ như các bạn tính xong cái số đó rồi các bạn nhân lên với 1.000 thì nó ra cái số lít. Đó mình nói với bạn nào mà biết cái này rồi thì nó dễ nha. Đó mình nói sơ. Thế còn bây giờ các bạn tính ra được số muối rồi, cái quan trọng là bây giờ mình bỏ vô cái hồ như thế nào này. Có phải là cứ bỏ vô như vậy là được không? Đó hay là bỏ như thế nào? Thay nước xong thì bỏ, hay là mình bỏ trước khi thay nước? Đó thì ở đây mình xin phép là nêu lên cái quan điểm của mình. Đó, quan điểm cái cách làm mà mình đã làm nhiều rồi thì mình thấy là nó có hiệu quả thì mình chia sẻ lại với các bạn. Đó còn thì mỗi người sẽ có một cái cách làm khác nhau. Đó theo mình thì ví dụ như cái tăng ở đây của mình nó là 100 lít các bạn, thì sau khi mình rút cạn đó, mình rút khoảng chừng 50% nước, sau đó thì mình sẽ cho 2 nắm muối vô đó và mình sẽ để đây mình ngâm khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, sau đó thì mình mới tiến hành châm nước trở lại. Few moments later. Đó, sau khi ngâm khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng thì mình sẽ tiến hành châm nước trở lại và mình sẽ châm thêm nước lá bàng. Nước lá bàng thì các bạn có thể dùng nước cốt hoặc là các bạn có thể dùng lá bàng. Mình rửa sạch sau đó mình cho vô. Tuy nhiên thì lá bàng các bạn cho vô thì nó khó khăn cho cái việc các bạn hút cạn lần sau, tại vì cái phân cặn hay dính ở cái chỗ cái lá bàng ấy các bạn. Đó thì mình khuyên các bạn nên dùng nước cốt lá bàng là ok nhất. Thì theo mình nó là muối thì các bạn nên bỏ như vậy, có nghĩa là mình rút nước ra rồi mình bỏ muối vô, mình ngâm khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ rồi mình châm nước thêm kết hợp với nước lá bàng. Đó, nhưng các bạn lưu ý là nếu cái hồ nào các bạn nuôi mà có thủy sinh, có cây cỏ đó thì các bạn không nên bỏ muối, tại vì muối nó sẽ làm sót chết cây. Đó đó thì đó là cái cách mà các bạn bỏ muối đó. Nhưng mà ở đây thì theo các bạn thì 2 nắm muối này nó sẽ là bao nhiêu muối? Mình lấy ví dụ như là cái nắm mà của cái bạn của mình nha, của mình chẳng hạn thì nó to, thế còn cái nắm của cái bạn khác thì nó lại nhỏ, thì bây giờ hai cái nắm nó sẽ không có giống nhau. Đó thế thì bao nhiêu muối là được, thì các bạn nhớ có một cái video mình có chia sẻ đó là cái tăng của mình 100 lít thì chị nấm mình sẽ rút khoảng 50 lít nước và mình cho 200 gram muối mình ngâm. Đó mình ngâm cá đó, để tắm muối cho con cá đó. Thế nhưng mà ở đây ấy, các bạn đó là mình đang phòng chứ không phải là mình trị nhá, mình đang phòng bệnh nấm. Thì theo mình nếu mà cái tăng các bạn 100 lít các bạn rút nước khoảng còn 50 lít thì các bạn sẽ cho mình 1 phần 3 lượng muối thôi, có nghĩa là nó sẽ tương đương với lại 70 gram muối đó. Thì đối với đó là cá lớn đó, còn ví dụ như cá mà nó cái size nó nhỏ hơn, các bạn cái độ tuổi nó nhỏ hơn thì các bạn có thể là 1 phần 4, nó có thể là 50 gram muối đó, nó tùy theo cái độ tuổi con cá nữa. Tại vì cá nhỏ quá các bạn bỏ nhiều muối thì nó không tốt. Đó, theo mình là không tốt nha. Đó và cái cách thì bỏ thì mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Và bỏ bao nhiêu muối thì hôm nay mình cũng chỉ cho các bạn luôn. Mình phải cân đong đo đếm như thế. Đó. À, từ ví dụ như tại sao nó là 200 gram muối là vì này. Cái lúc mình trị nấm ấy các bạn. Thì ví dụ như mình cho 100 gram nó chưa áp phê. Đó thì mình tăng muối lên. Lần sau mình tăng lượng muối lên. Mình tăng lên 100 gram nữa là 200 gram. Đó là mình thử rồi các bạn. Đó mình thấy là lúc đó với cái nồng độ muối như thế thì nấm nó mới rụng, cá nó mới linh hoạt trở lại. Đó thì ở đây mình phòng thì theo mình là chỉ 1 phần 3 là ok nha các bạn. Rồi cuối cùng thì giới thiệu với các bạn đây là bầy Dumbo. Đó cá mình ép hôm 17 tháng 10. Đó và hôm nay là 17 tháng 11 là vừa tròn 1 tháng nha các bạn ơi. Đó cá 1 tháng thì nó như thế này đây. Đó các bạn thấy cái size này ok chưa? Đó mà tất nhiên thì mình cũng không, ở đây thì có 1 2 con cá, con gì nhỉ, 1 2 con bò sữa nó ở trong cái bầy kia, nó hơi bị đẹp nên mình cho nó sang đây cho nó nhanh lớn nha các bạn. Nó hôm nay quay giới thiệu lại các bạn, hôm nay là cá vừa tròn 1 tháng nha, hôm nay là đúng ngày 17 nè các bạn ơi, 1 tháng luôn. Đó còn mấy bầy kia Red Fancy rồi các thứ cũng 1 tháng thì mình quay sau. Đó và cuối cùng là một vài con cá mình sẽ bán trong thời gian sắp tới nha các bạn. Đây là dòng Nemo Cooper và cái dòng Zillow Cooper. Đó, đây là coi Nemo Cooper và coi Zillow Cooper.
Đó thì hẹn các bạn ít bữa nữa cho cá nó đủ màu thì mình sẽ lên bán nha.